gì để thằng cu lớn đi vô nhà con chơi mai về nghe. Mai về mặc đồ đi rồi chuẩn bị rồi, rồi đi vô chơi cu lớn vô biết nhà vui không, vui không, hôm nay đi chơi vui không? Ừ. Ừ. Ừ, tí nữa khoác áo nó còn mặc ố đẹp vô rồi đi chơi. Sạc pin cho điện thoại cho mẹ chứ con nhỏ. Nè gì? Nè con có gì con đi chơi rồi con gọi cái gì bắt máy nghe. Rồi thử lần nữa đi. Điện thoại. Không sao đâu. Rồi con gọi cho gì là gì và gì bắt máy đi. Dạ dạ. Rồi bắt máy đi. Bắt mẹ. Dạ cả. Không cần gỡ đâu. À, bấm vào đây. Bấm đấy hả? Dạ. Một nút thôi rồi. Rồi, alo nghe nha. Rồi, ok được rồi. Mẹ biết mà. Dạ. Dạ dạ dạ, để cho sao đi. Dạ. Nhớ nghe có gì con gọi cái gì bắt máy nghe, hoặc là gì gọi cho con nghe. Rồi. Đi rồi mày cũng về. Ở nhà nhớ nấu ăn cái gì, rồi quét nhà cho nó sạch nghe. Bữa nào có gì đi vô nhà con chơi luôn. Tới chờ. Thôi con đi nè. Nhỏ chuẩn bị đi nghe. Đây, anh không nói nè. Dạ, anh hỏi đó, đây là sản phẩm của Hiền. Mày nhông, đi mày nhông. Nhất đâu đi. Đẹp. Mà tôi giải thích là tôi thấy hơi tiền, nhưng mà tôi đi cái đường đó tôi cảm thấy. Rồi vô nhà ấy đẩy món cái đẹp mì quảng. Mì quảng. Đây còn đây là Hiền. Rồi. Đứa này cái này lớn cần. Dạ. Đó không phải cô. Dạ dạ, không phải cô đúng không? Đó cô rồi. Lớn vậy được không lớn, ăn được không? Hả? Ở vậy ăn đi. Kệ kệ lại ngồi ăn chứ là sáng giờ ra hết trơn rồi mà. Bữa sau đi vô nữa không? Hả? Nè. Vậy là nãy năm đi nghỉ đi chụp ăn. Không được ăn nhiều lắm. Đừng kêu vậy hả? Không được ăn bây giờ. Chưa sườn mệt là ăn vô. Còn mạnh là sức mạnh. Vậy thôi uống mì nước rồi đi. Cho uống mì nước rồi. Không sức mạnh đi. Cho chị có đồng lấy nước chanh. Hay là vô phòng nằm. Vô phòng nằm. Vô phòng nằm nó lạnh á. Rồi. Đã ăn được không? Hay nằm chút rồi dậy ăn nghỉ. Nằm chút nghe. Phê quá rồi. Mày cho ông bữa sau đi vô nữa không? Sáu ở nhà. Hả? Tại sáu ở nhà đi gần thôi. Ủa sao ở nhà đi gần thôi à? Mệt quá à? Mệt quá. Ờ kìa đi lần cho biết hả? Đi lần cho biết xã là ngột quá. Cái ngồi chập nó ngột. Ngột quá à? Ngột quá mông bị lắm. Mưa mãi. Mưa mãi à? Mưa quá đau. Hết cơm à? Hết cơm, hết bên đau. Rồi. Thôi nghe. Để nằm nghỉ đi cho khỏe nghe. Giờ lấy con xanh. Cái này mới cay nè. Ăn thử nó đi. Còn cay nữa. Được, còn giảm. Được, không cay thì ăn được, cay ăn được. Ừ. Không nhỏ. Dạ không. Nó bồng quá rồi. Nó ở cái này. Ồ, pha mà quậy lên cái này là ăn đi làm nhiều phiêu không mà. Ồ, thơm ghê. Dạ, đi đâu thập bố. Chưa. Ra đây cái nắp nó nắp thôi. Nắp. Thôi ăn gà hơi đắt quá. Hơi nắp như tí thằng nào mà nắp. Hào thích nhất. Đừng chui mấy người. Tí chưa anh sao cái này nghe. Xích qua đây, xích qua đây nè, xích chân á. Cái mấy trái vất đạp. Rồi. Quẹt đi. Thơm không?
Tí tí nữa ăn cái gì, ăn cái đùi, ăn cánh. Ăn à, tùy tí ôn ăn với không? Ừ. Thấy không? Thấy không? Nó có hiếu, nó thương thấy không? Ông bà già là chỗ lên nhìn người già thương lắm. Kìa ít thôi, con thêm một con nữa. Tí nữa đem về lại cho ông hai cái đùi hì. Thôi được rồi Hiền. Được rồi. Khổ quá đi. Rồi. Ấp lại nhé. Chưa tí đi. Nó bự quá, khó quá, vừa mới lụm quá. Ngọt tở luôn á. Ôi. Rồi được rồi, thôi vừa thôi. Ngọt thở quá. Thôi, ta cho mình phao cầu. Mình trước. Cho. Bắt đầu vạc. Bắt đầu gà da bằng bắt đầu lập giá sẵn lại vàng. Khá vậy là nhỏ. Cũng nhỏ. Ô rồi. Không, nhìn vậy mày ngon, Chưa chi. Nó vừa. Bởi sao trời, nhanh quá ta? Vì lửa giữa nóng quá. Ừ. Phải từ từ. Để trở điêu hay? Từ đi, trở liên tục. Phải trở liên tục. Lửa này cũng hơi nhiều lửa không mày? Dạ, hơi hơn. Ừ. Ở dưới hơi thang hơi nóng. Cô nhỏ này khoái lắm. Đúng rồi. Tâm hồn ăn uống mà. Như đắng là phải chứ ăn ga. Thôi được cái nhỏ. Hả? Con thằng con nhỏ đang ăn ga. À cái răng của ông à. Được hết á. Ăn gãy răng. Ăn gãy răng à. Ông gạt mi lắm. Lại chơi ông đủ thứ kiểu. Răng của ông sâu mà gãy chân. Xong cái nói ông á là sao mà quần áo ông để tùm lum. Ông nói sao ông nuôi gà để vậy á tùm nhà. Nhớp. Bó tay luôn á. Còn giờ nữa gà nói răng ông già đó. Không biết thằng này nó ghét ông sao á. Tí nữa đem hai cái đùi gà lại cho ông ăn nè. À. Ngon, gà ngon. Đấy. Gà này ngon. Gà này ngon. Ăn chơi biệt ngon. Nướng ngon, ăn ngon. À, nướng ăn ngon. Ngon. Nướng ngon hơn lục hay là lục ngon nước? Nướng ngon, lục giờ. Ừ. Mày có ốm, nó ốm cái. Hả? Nó ốm mà bò mày có. À, nó ông lấy mấy bắt mấy gà. Nhà này ngủ được bằng dầu cái mốt. Hả? Một mặt hay tên. Nhà một hả nhờ? Tên sổ mà ta. À. Dột à? Đúng rồi, nó phía sau dột đúng rồi. Nhà nó phía sau dột này. Ừ. Có tiền không cho ông bừa ông sửa nhà thế? Đấy. Có. Có bé. Ờ, thôi để cô bánh đi. Ờ, à, ngoài đồng nướng luôn đây. Ở dân giả. Chứ răng này, bỏ con đi nửa con đi à? Ừ, bỏ con đi ra ngoài đi. Nướng được rồi đó, chín con này chín rồi đó. Nướng con. Dạ, nó rụng luôn. Nó rụng cho nó. Rồi, bỏ con nó qua đi nhỏ. Lớn vô nướng con này nghe. Hả? Chín luôn. Ra ngoài này cho mát, vừa mát nè. Lên vlog luôn hả? Có chừng nó. Dạ. À, lên vlog à? Dạ. À. Trời ơi, nó đã quá trời luôn ha. Cho lớn nó quét luôn. À vô nướng mấy cái bánh tráng hả? Bánh tráng nè. Bánh tráng hay bánh tráng? Bánh tráng. Vô nướng mấy cái bánh tráng. À, rồi phía tay kia nè. À. Cua lớn. Lại quét này, quá lớn này. Quét cái này này. Ngồi xuống. Đấy, mở ra quẹt chứ. À, ngồi mở ra đi. Cho nó ẩm chút rồi quét. Đây, lấy cái cây này này, để cho anh quét. Để cho anh quét. Ngồi xuống. Đeo ấy. Thơm không lớn? Không. Ừ.
Tí ăn cái gì? Ăn cái đùi hay ăn cái gì đây? Ăn cái đùi. Cái này gọi là nướng gà gì đây Hải? Dạ, gà nướng mọi. À, gà nướng mọi. Dạ. Cái này còn đặt còn không biết có đúng không nữa. Vậy hả? Dạ. Đây. Mùi hấp dẫn. Gà nướng lá chuối không? Mùi mồi tuyệt vời. Gà nướng nướng sa tế. Nướng sa tế hả? Dạ. Gì cũng được cô ạ. Gì cũng được, miễn ăn ngon là được rồi. Dạ. Ngon là được rồi. À, trong này là cái gì nha? Tỏi. Muối ớt cô. À muối. Muối không, muối muối mười hột, mười hột với ớt xanh thôi. À muối với ớt xanh thôi hả? Dạ. Với có bột ngọt. À. Có xả không? Không, không có xả. Không, không có xả không. Ớt xả. Cái mùi thơm giống xả vậy ta. Dạ. Con. Rồi bây giờ đạo diễn Phong cầm con xẻ gà đi. Ừ, xẻ gà. Bắt chanh vậy ta. Thôi từ 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 bắt từ có sao. Đưa xé trước. À. Ờ mình để vô bằng bàn không ta? Thôi để dặn được thì. Dạ. Để đổ mà thôi kệ đi. Trời ơi, hấp dẫn quá nè. Mời cả nhà. Người gà. Nóng quá. Nóng vậy mới ngon. Nóng rồi. Dạ, à, cho. Rách. Luôn, rách luôn. Không sao. Để mấy lớp lá chuối luôn mới được. Dạ, hai lớp rồi mà không biết. Đây rồi, đây, hai cái. Phong là nói chung là xé gà thì số 1 rồi. Chuyên môn phải không? Chuyên nghiệp rồi. Ăn xong món gà rồi xong tí nữa là hãy vô đẩy Phong như là tất cả cô món phở sắn. Ồ. Trưa thì ăn mì quảng. Ừ. Wow, nóng quá. Đó, quý vị thấy ở đây cảnh đồng quê rất là đẹp nha quý vị. Đó. Ngồi đây mà ăn nhâm nhi thôi. Hy vọng là sẽ có nhiều người ra đây thăm Hải với Phong đó nha. Dạ. Trời để, ơi đi đi. Để con nuôi thêm mẹ, gà coi. Mẹ của Hải nấu mì quảng ngon tuyệt vời luôn. Dạ. Ờ quý vị đây. Cô uống hết lon. Đem cái đùi vô trong hồi nãy hả? Đem hết. À? Ờ đem vô đi. Đem cái đùi trong đùi. Đem vô đi con. Đem vô trong. Ừ. Vô mời ông đi. Mời ông hai tay đàng hoàng. Đó, đem vô cho ông kìa. Lắm, ông thử. Dạ, dạ. Ngon không? Ngon. Ừ. Hả? Uống ăn à? Hả? Uống ăn được à? Ừ, ông răng nó cứng, răng nó... Được mà. Nó chạm ổng vô nói ông già sao mà răng ông bị hư hết trơn. Mà ngồi cứ nhìn ông cười cười hoài. Dạ. Không nghe. Ủa hồi nãy không có bao bánh tráng không? Hết rồi. Ừ. Ớt này lắm. 130 ớt à. Ừ. Để cho con sướng. Con sướng bỏ đây nè. Đến lấy từ từ chờ chứ không gọi đi nó nói mình bỏ đây đi chơi vui không lớn? Hả? Chơi vui mà đi xe mày quá đúng không? À, mà đi xe máy á. Hả? Ưa đi xe máy thôi. Ưa đi xe máy thôi. Bây giờ mày quá. Hôm nay đi ói mấy lần? Ngồi 2 lần. 5 lần. 5 lần. Cái xe là ngột quá. Xe ngột quá à? À xe có máy lạnh mà không ngột sao được. Còn máy lạnh ngột, con xe không còn máy lạnh không ngột. À. Thôi máy lạnh ta phải đóng lại mà. Về tại sân bay là đã cách ly rồi. Trời cái cỏ nó dính vô trong này hay sao á. Chạy với hết chạy. À, anh chú ơi chú, dùng miếng chú nè. Chú dùng miếng này chú. À, của phần thưởng chú đâu này. Đây này. Đây này, của chú nè, của chú cái chú. Nhỏ thôi. Không phần thưởng của chú đâu mà nhỏ. Phần thưởng đâu? Cái này nè. À phần thưởng chú kìa. À bia hả? Coi coi cái không cháy mất cái này nữa thôi. Cháy. Dạ, đi coi thôi. Tối rồi. Hả? Chừng giờ ở nhà sao nó rớt hết nguyên con chưa ăn nhầm gì hết. Chưa nhầm gì hết. Tổ nó lùng đi. Tổ lùng đi. Lấy cái lấy đưa nhỏ đưa lấy dấu. Ok, khởi luôn. Lùng quá. Rồi, hiện bánh cậu ra đúng không? Đó. Mà mình con là biển nó con là sao hết. Chấm muối ở đây đã thì
mẹ có da cái này nè, cái này mới ngon. Ủa nó giữ cái da chứ, cái da ngon đó. Hả, tặng miếng ăn nãy giờ rồi ăn gì vậy, ăn tụi luôn. Thằng bạn thì có ăn nó chứ. Giang Giang Dương. Đây giới thiệu. Giờ là phải đi ngắm nè cô. Giới thiệu đây là phở sắn này, được làm từ sắn. Mì đây quý vị. Đó. Này rồi chưa nè. Bẻ ra. Nước quá. Ăn với lại cá lóc và rau túi. Đó. Này rau chứa cay này. Nó chụp mấy ai đôi này ăn được không? Phở sẵn này là một ký là 50 ngàn. Mua 30 ngàn thôi. À 50 ngàn thì quý vị nào có mua thì liên hệ cho Phong. Một ký 50 ngàn, ship toàn quốc. Mình bán rồi có lời. Nước lèo xong rồi mình nấy thôi. Ngâm 10 phút rồi nấu nước lèo ăn với lại cái rau này đây cô này. Thì có đây đó. Đây cái rau này. Đây ngon không? Rau chuối này cô này. Đúng rồi. Giống rau chuối là chuối cay này cô. Chuối cay đó. Giống rau hồi trưa này mình ăn nè. Cái dĩa rau này mới là ngon. Rau này rau nhà là lúc trưa mình ăn là cái bút. Bút này đây. Đây đúng không? Đây cô, cái này đây cô này. Cá này, cá lóc này âm gì đây? Xong rồi tí nữa là nó đớt vô. Ồ. Ồ. Tôi nấu đồ ăn ngon quá vậy không biết nữa. Thơm. Nó ngon rồi. Cái này cho con lên thăm. Để nguội vậy. Thôi anh ăn rồi thôi. Trong này bỏ rau rau chuối như nhiều vô. Mời mời bác mời. Ô nước xịt xịt trên bông bông. Ô vậy hả? Con ăn đây được chưa? Phải là giảm. Vừa nước vừa muốn ăn rồi. Không cái này đổ nước nhiều chứ. Phải đổ nước nhiều chứ. Đổ nước nhiều. Rồi cảm ơn. Tây người á. Ui trời là cái rau sống này. Rau này là rau chuối đó. Quả hấp dẫn lắm.